Please believe me, in your arms I've found my heaven, and your lips have done their part. We'll bond on. Your love is all I need in my world. Let tender kisses bleed in my world. How could I ever live without you? Never break it. Say you stay here in my arms. Gira un mondo in gira nello spazio senza fine, come amori appena nati, come amori già finiti, con la gioia e col dolore nella mente come a me. Soltanto adesso io ti guardo nel tuo silenzio mi perdo e sono niente grazie a te.
Cái vùng biển nào sẽ mua bikini để làm kỷ niệm. Đây rồi. Two months later, we'll come back. In 2 hours? Yeah.
Now for 2 hours, okay? Okay, yeah, no for problem. 2 hours here. Thank you very much. I made the photo. Thank you. Mình rất là thích những cái cây ở đây. Gói đồ tầm lắm hết trơn luôn á, dễ thương lắm. Mình đi chơi ở biển mà. Có một cái rất là đặc biệt là nhà thì thấp thấp đẹp đẹp vậy ha, nhưng mà cái parking nè, chỗ đậu xe ô tô thì nó cao ngất ngưỡng vậy đó. Kiểu vậy không à, nhà trọ, nhà nghỉ, một cái số nhà để vậy nè, khó kiếm nha. Rồi cái này là đi xuống hướng biển, ra cái villa này đẹp quá. Lúc nào mà có bạn trai sẽ rủ đi xuống đây. Sorry. Đó, nhìn cái con đường nó chỉ nhỏ vậy thôi. Thank you. Đây là món quà của hãng máy bay tặng làm lưu niệm cho khách bay trong chuyến này. Đây cũng là tên của thành phố mà có cái bờ biển Honduras vừa rồi mới tặng biển đó. Hôm nay lúc anh bạn kia 6 giờ chiều đến rước mình trở tới Terminal 4 mà chuyên bay đi ra nước ngoài đó, có cái hãng máy bay này. Thì hành lý vừa đưa xuống cái mình nói ảnh là thôi được rồi, anh ta có thể về. Mình rất là cảm ơn. Mình phần còn lại mình có thể tự làm được. Thì tự dưng ở đâu chạy ra một cái anh rất là đẹp trai luôn, làm bên check in đó, anh ta chạy lại đỡ vali kéo đồ. Mình chỉ việc xách cái kéo phép của mình thôi, còn lại anh xách dùng cho mình đẩy vô chỗ check in. Mình nói không cũng là rất là cảm ơn, dễ thương lắm, nhưng mà cũng chưa có gấp đâu, bởi vì tôi còn tới 45 tiếng đồng hồ đó. Nhưng anh đó không có nói không sao, tao muốn làm đó. Xong anh ta hỏi bạn nào check in cho tôi đi Berlin với cô này không. Mấy người nói tôi check in cho nè. Nên, nhưng mà cô có chịu hay không mà tự dưng đòi đi theo người ta vậy kìa. Cái anh nó quay lại, đúng không, mình đi chung với nhau phải không, mình đi chung ha. Mình nói đi chung cũng được, nhưng mà phải ngồi hạng ngồi first class mình mới chịu nha. Xong rồi cái anh check in này mới coi cái vé mà mình làm online. Anh ấy mày tự quanh đó, tự check in đấy hả, mày lựa cái ghế xấu quá à. Tao lựa cho mày cái ghế thiệt là đẹp, ai ngờ đúng là cái ghế đẹp thiệt là hàng thứ hai, hàng số 12G. Nó hỏi cái ghế cũ của mày là ngồi ở gần cửa sổ, chắc mày muốn ngồi gần cửa sổ phải không. Mình thấy rồi, tại vì tôi đi xa tôi hay ngủ.
có bị mệt, nhưng mà rất là bởi vì ngủ cho nên là không có bị mệt ngủ được á. Đó, mọi người anh với chắc cho mình cái chỗ quá trời đẹp luôn này ha. Đó, còn chỗ này đang còn ghế còn trống nữa, chắc cái này khách tại vì cái chuyến bay này nó sẽ bay qua Miami và rước thêm khách để bay tiếp về bên bên Đức ha, bên Berlin. Thật sự cái chuyến bay này rất là sẵn tiện. Đi vô quầy check-in thì cả mấy quầy cùng cười tươi vui vẻ đùa giỡn. Đi vô chỗ kiểm tra passport mọi người cũng nhường mình nói không cần nhường, tại vì chưa có tới giờ bay mà còn cái mấy tiếng nữa, nhưng mọi người cứ nói mình vô đi rồi cái cô mà kiểm tra passport cũng vậy nữa. Đi đây cho passport đây không sao đâu, để kiểm tra luôn đi. Rồi đi tiếp vô chỗ bên kiểm tra an ninh cũng vậy nữa, cũng vui vẻ đồng nhiệt. Xong rồi không có sờ nắng thì mình bình thường mặc mấy cái áo mà bó mấy cái đầm bó đó thì nói mọi người không kiểm tra thì không sao phải không, nhưng mà lần này mặc nguyên cái đầm thùng thùng á, vậy chứ cũng không cần kiểm tra mình luôn, người khác thì kiểm tra. Hạ cánh nhưng mà 8:50 đã có
tiết còn một chút xíu mưa giống như mưa luồn phùn như vậy đó, là 3 độ C thì cũng ok đối với mình, không có gì hết đó. Đèn đi không có tuyết đâu. Ok, bye bye. Một chút nữa đi vô phi trường mình sẽ quay một khúc nữa. Để đi qua đi sang khu vực lấy đồng về. Trước Berlin có tới 3 sân bay mà bây giờ đóng cửa 2 sân bay kia. Đã xong rồi nha, rất là nhanh luôn đó. Cái khu vực lấy đồ này như vậy nè, có tới hiện tại là nhìn thấy là 4 băng chuyền nè ha. Đó thì chỗ này để lại container hoang căng để đường đi ra bên ngoài. Chuyến bay của mình đã phi hành đoàn được rồi ha. Đó, khi ra khỏi cửa đây nha, đi ra khỏi toilet này nằm ngay bên của đâu rồi ta, toilet nằm ngay bên cạnh cái cửa ra, vừa ra khỏi phi trường ấy là sẽ thấy luôn đây cái phi hành đoàn của mình rồi. Ví dụ có ai đến đón là sẽ đón ngay ở những cái cửa như vậy. Đi ra mà thấy có như mấy kiểu như là hải quan đó, người ta đứng ở thì đó là cửa đi ra bên đây. Ở đây là có những cái bánh chi rỗng kia là khu vực bay rồi, tôi ngược bay lên thì sẽ đi qua bên đó. Đây là khu vực để đi lên đấy, để đi lên đó thành chỗ check in này, thành bay ha. Sân bay này nó cũng có nước tầm. Trên đây là xe bus sẽ ngoài đường để đi vô thành phố rồi. Nếu mà mình đi thường thành phố đi vô để đi lên đường bay, mình sẽ đi theo cái hướng này. Hướng này đi từ những cái phương tiện ngầm. Liên tục có các chuyến xe luôn. Còn taxi ở bên kia đường cực kỳ tiện lợi và cực kỳ là đơn giản. Ngay trước cổng đây cũng có taxi nữa. Cổng phi trường ha. Đi tới xe bus này gần xịt không? Ngồi trên tàu điện, lộn tàu.